Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 516. Thần Đạo Đan Tôn chương 5159, Thủy Nguyên Chiến Giáp. May mắn Lăng Hàn không biết người trẻ tuổi này suy nghĩ cái gì, nếu không, hắn khẳng định sẽ không phục, dựa vào cái gì nói hắn không biết xấu hổ. Lăng Hàn nói, ta không phải nói với ngươi rồi sao? Ta là môn hạ đấu chiến Thánh Hoàng, ngươi là ai? Người trẻ tuổi kia xì một tiếng, ngươi làm như ta ngốc lắm. Ta chính là Vương Triết. Hắn nói, lại không đề cập tới mình là môn hạ của đại đế nào. Lăng Hàn lắc đầu, hắn lẩm bẩm, xem ra, cứ đánh một trận cho phục tùng, vậy khẳng định sẽ thành thật. Hắn nói không nhỏ, Vương Triết lập tức giận dữ, khẩu khí của ngươi thật lớn. Đừng tưởng rằng ngươi thể phách cường hoành thì có thể xem thường ta. Hắn kháng nghị, đến. Lăng Hàn vẫy vẫy tay, đợi chút nữa ngươi sẽ ngoan. Làm càn. Vương Triết hét lớn một tiếng, hắn lao tới chém giết với Lăng Hàn. Công kích của hắn phi thường đơn giản, không có biến hóa gì, cũng chỉ có 12 đạo quy tắc bát tinh, nhưng uy lực lại cực mạnh. Lăng Hàn chỉ có thể cảm thán, đây chính là vực sâu nguyên thủy, không hổ là khởi nguyên của vũ trụ, tùy tiện chạy ra một người cũng trâu bò như thế. Nhưng đối phương kém hắn quá xa. Lăng Hàn nghênh kích, cũng không sử dụng quy tắc, hắn sử dụng thể thuật ngăn cản. Bành, bành, bành. Trong lúc giao thủ, Lăng Hàn hoàn toàn khẳng định quy tắc của đối phương chỉ có 12 đạo, nhưng thực lực đạt tới 20 đạo quy tắc bát tinh. Chiến lực ngoài danh ngạch này tới từ đâu? Cũng không phải thể thuật của đối phương, lực lượng cũng là một phần của chiến lực nhưng còn lâu mới có thể khoa trương như vậy. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ vận dụng lực lượng thuần túy nên không mạnh hơn nhiều, dù là hắn, chiến lực 12 đạo quy tắc bát tinh cũng không phải đối thủ của Vương Triết. Nhưng mà, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, mặc dù chiến lực Vương Triết hơn hắn, nghĩ đánh bại hắn, đánh Lăng Hàn bị thương là chuyện không có khả năng. Ừ, cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu, thì ra, là dựa vào thể thuật. Vương Triết lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Thể phách ngươi mạnh hơn nữa, không thắng hắn thì làm được cái gì? Chờ ta bắt ngươi, sau khi siêu hồn, thân phận của ngươi không thể che giấu. Thế công của hắn càng mạnh hơn. Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi lấy tự tin ở đâu ra thế? Trước mặt hiện thực, còn không thừa nhận sao? Vương Triết nói, oanh, hắn đánh ra một quyền chỉ có 12 đạo quy tắc, nhưng được năng lượng thần bí gia trì, hắn phát huy ra chiến lực 20 đạo quy tắc. Kỳ quái, chính bởi vì hiếu kỳ, Lăng Hàn mới không sử dụng quy tắc với đối phương. Đương nhiên, cân nhắc một phương diện khác, nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, quy tắc trong cơ thể dùng một chút sẽ ít một chút, chỉ có thể dựa vào vật chất thủy nguyên bổ sung. Có thể dùng vật chất thủy nguyên chân quý bổ sung quy tắc mà không phải tăng lên tu vi, đây là lãng phí to lớn cỡ nào. Hắn đang quan sát Vương Triết, hắn chưa từng gặp qua hệ thống chiến đấu của đối phương, hắn muốn nghiên cứu một phen. Mấy trăm chiêu qua đi, Lăng Hàn có phát hiện, kỳ thật, bản thân Vương Triết cũng không mạnh. Hắn chính là thánh nhân lục tinh, nhưng tuyệt đối không thể có thiên phú cao hơn con của đại đế, năng lượng thần bí tới từ chiến giáp. Lăng Hàn nghĩ tới, trước đó hắn cảm nhận có chấn động đặc thù cũng đến từ chiến giáp trên người Vương Triết. Hắn gia tăng thế công, rốt cục cũng dùng tới quy tắc, trong nháy mắt đã gia tăng chiến lực lên mức kinh khủng. Bành, một quyền mà thôi, hắn đánh Vương Triết ngã xuống đất. Nha, dùng sức quá mạnh nên đánh người này ngất xỉu. Lăng Hàn nhai răng, rất lâu không giao thủ với người khác, mà thực lực của hắn lại tăng trưởng quá nhanh, cho nên khó tránh không thể thu lực. Hắn cởi chiến giáp trên người Vương Triết ra, nhưng mà, thật khó cởi, dường như nó dính vào người của đối phương, tựa như là một phần thân thể của đối phương. Thế nhưng mà, ở trước mặt man lực của Lăng Hàn, chiến giáp chỉ có thể ngoan cố, chống lại một hồi. A, à, sau khi hắn cởi chiến giáp ra, chỉ thấy Vương Triết bị đè ép biến thành cặn bã. Cái này, Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh, hắn căn bản không muốn giết Vương Triết, cho dù muốn giết cũng phải tra hỏi một phen. Nhưng bây giờ, gia hỏa này chết rồi. Vì cái gì? Đơn giản, bị siêu trọng lực nơi này ép thành cặn bã, ngay cả thần hồn cũng vỡ nát, tự nhiên lập tức tử vong, không có khả năng sống sót. Hắn nhìn chiến giáp trong tay, trong lòng minh ngộ, đối phương trước đó đi lại nhẹ nhõm hơn hắn, tới lui tự nhiên là dựa vào chiến giáp này. Có thể phản trọng lực. Hiện tại cởi chiến giáp ra, gia hỏa này chết ngay lập tức. Ai, hắn thật không muốn giết người này. Ở chỗ này, không thể làm quỷ,
chỉ có thể xem như ngươi xui xẻo. Lăng Hàn thì thào nói. Hắn bắt đầu nghiên cứu chiến giáp, phát hiện vật liệu chiến giáp là một loại kim loại, trong đó bao hàm vật chất thủy nguyên, cho nên chiến giáp mới thần kỳ như thế. Sau đó, hắn mặc chiến giáp vào người, lập tức hắn cảm giác thân thể đã nhẹ hơn nhiều. Ách, trọng lực vẫn có nhưng so với trước kia thì yếu hơn quá nhiều. Hiện tại, Lăng Hàn có thể phát huy ra tốc độ tôn giả. Hơn nữa, đồ chơi này có lực phòng ngự cực cao. Có thể đối kháng trọng lực nơi này, làm sao có thể không cứng rắn? Thánh liệu cũng rất khó so sánh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là vật chất thủy nguyên trong đó, có nó mới giúp chiến giáp có đặc hiệu, nếu không trực tiếp đào trong đất ra, nó có thể cứng rắn như vậy sao? Nhưng như thế, bản thân mình sẽ bị đè sập trước. Gia hỏa này đến từ khu vực hỗn độn. Lăng Hàn nhìn về phương xa, nơi đó có hỗn độn bao phủ, vạn vật khó nhìn rõ ràng. Năm đó đại đế tiến vào nơi đây, có phải vẫn còn sống hay không? Càng mấu chốt chính là, có bao nhiêu đại đế tiến vào nơi này? Nếu như bọn họ đều có thể xuất thế, 12 tuyệt địa không còn là uy hiếp. Có thể thành đế, có ai yếu hơn kẻ khác? Cho nên, nơi này cũng có 12 vị đại đế, khi đó có thể dễ dàng diệt trừ 12 tuyệt địa uy hiếp. Ta có nên đi vào bên trong dò xét hay không? Đặt ở trước đó, Lăng Hàn không dám làm loạn, nhưng mà hiện tại hắn có chiến giáp, tốc độ của hắn tăng vọt, lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, hắn dám đi vào mạo hiểm. Nhưng mà, ta nên đi quanh khu vực bên ngoài một vòng, hết sức tìm kiếm vật chất thủy nguyên, thực lực càng mạnh, đi vào càng an toàn. Lăng Hàn tiếp tục đào tiên dược, qua hơn 20 ngày, cuối cùng hắn cũng đào đại dược lên và luyện hóa. Oanh, trên đầu hắn xuất hiện cột sáng đại đạo. Hắn tinh tế thể ngộ, thầm nghĩ, nếu hắn nắm giữ đại đạo của bản thân, vậy trên đời này có ai ngang hàng với hắn? Đại đế cũng chỉ nắm giữ quy tắc cửu tinh, nhưng quy tắc do đại đạo diễn hóa, nắm giữ đại đạo tương đương với nắm giữ tất cả căn bản. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5160, Đại Đạo Quang. Thế nhưng, muốn nắm giữ đại đạo là chuyện không thực tế. Bởi vì quá to lớn, căn bản không có cách lý giải, giống như người chưa từng học chữ, đưa bảo điển vô thượng cho hắn, hắn có thể tu luyện hay sao? Lăng Hàn từ bỏ suy nghĩ này, lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình đang sinh ra cộng minh với đại đạo. Không không không, hắn lập tức phát hiện, không phải đại đạo, mà là vật chất thủy nguyên. Vì cái gì trước đó không có? Bởi vì đây là lần thứ hai, trong cơ thể hắn đã có vật chất thủy nguyên lưu lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì toàn thân hắn có năng lượng kinh khủng sôi trào. Năng lượng hủy diệt. Sau đó, thánh hỏa chập chờn giống như nhận kích thích nào đó. Cái này, Lăng Hàn biết rõ, cho dù năng lượng hủy diệt, hạt giống thánh hỏa đều đến từ vực sâu nguyên thủy, nhưng thế lại đại đạo công minh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên hắn phát hiện chiến giáp trên người sinh ra đại đạo cộng minh, vật chất thủy nguyên bị rút đi và dung nhập vào đại đạo quang. Uy uy uy, Lăng Hàn vội vàng ngăn cản, chiến giáp có tác dụng lớn với hắn, muốn dùng nó tiến vào trong khu vực hỗn độn, nếu như rút vật chất thủy nguyên bên trong ra, chiến giáp sẽ biến thành sắt vụn. Nhưng hắn không ngăn cản được, vật chất thủy nguyên bị rút đi ra hóa thành hỏa diễm. Lăng Hàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tu luyện, bằng không sẽ tổn thất càng lớn. 4 ngày sau đó, đạo quang trên người hắn biến mất. Hiện tại hắn là thánh nhân mấy tinh. Thánh hỏa vẫn màu đỏ, điều này đại biểu hắn vẫn là thánh nhân nhị tinh. Nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn dung nạp quy tắc đạt đến 38 đạo. Bởi vì có vật chất thủy nguyên, hắn không cần trải qua thân thể tích diệt vẫn có thể dung nạp càng nhiều quy tắc. À, nói như vậy, Vương Triết là thánh nhân lục tinh cũng quá yếu. Ngươi xem, chỉ cần từng chiếm được vật chất thủy nguyên, có thể trong tình huống thân thể không tịch diệt vẫn có thể gia tăng quy tắc. Dù thân thể Vương Triết tịch diệt 6 lần, thế nhưng chỉ có thể dung nạp 12 đạo quy tắc bát tinh. Điều này nói rõ, kỳ thật thiên phú của hắn còn không bằng thế hệ hoàng kim. Hắn thấy số lần sử dụng vật chất thủy nguyên càng nhiều, thiên phú sẽ càng kém. Dù sao nơi này là tuyệt địa lớn nhất vũ trụ, sinh mệnh tồn tại cũng đã khó tin, nhưng số lượng nhân khẩu tuyệt đối ít ỏi. Trong điều kiện nhân khẩu ít, nơi đây không có khả năng xuất hiện quá nhiều thiên tài. À, thật nặng. Bỗng nhiên Lăng Hàn phát hiện, chính mình còn mặc chiến giáp nhưng vật chất thủy nguyên đã hao hết,
chiến giáp biến thành nặng không gì sánh bằng. Nhưng bởi vì thể phách của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, cho dù trên người hắn mang theo 100.000 tinh cầu, hắn vẫn có thể gánh vác được. Hiện tại Vương Triết chết, chiến giáp cũng hủy, ta làm sao tiến vào vực sâu nguyên thủy? Xông vào khẳng định không được, hắn mạnh. Hơn nữa cũng chỉ là thánh nhân, nắm giữ 38 đạo quy tắc bát tinh mà thôi. Chỉ có thể đi tìm bên ngoài thôi. A, à, hắn dò xét thức hải, chỉ thấy thánh hỏa cháy hừng hực, còn có một tia sáng tồn tại. Thiên địa đại đạo. Lăng Hàn trợn mắt há hốc mồm, trong thức hải của hắn xuất hiện thiên địa đại đạo. Không, không có khoa trương như vậy, không thể gọi là thiên địa đại đạo, mà chỉ là đại đạo quang, dường như lúc trước hấp thu vật chất thủy nguyên, từ trong cơ thể hắn bắn ra đại đạo quang. Nhưng mà, việc này cũng đủ châu bò. Nếu hắn vận dụng đại đạo quang, chiến lực của hắn sẽ mạnh cỡ nào? Thử một chút. Hắn xuất quyền đánh vào mặt đất, bành, mặt đất không rung động, nguyên nhân mặt đất nơi này quá kiên cố, hoàn toàn có thể so sánh với thành khí. Một quyền này, Lăng Hàn chỉ vận dụng thể thuật. Hắn lại dùng lên tất cả quy tắc, tăng thêm tín ngưỡng lực, hắn đánh ra 43 đạo. Bành, một quyền này đánh xuống, mặt đất vẫn như cũ, không lưu lại một đạo vết tích nào. Sắp động thật sự, Lăng Hàn lại vận chuyển đại đạo quang trong thánh hỏa, hắn đấm ra đấm thứ ba. Bành, lần này, đại địa xuất hiện hố to sâu chừng một thước. Trời, lực phá hoại cũng quá đáng sợ, nguyên nhân chỉ dung nhập đại đạo quang vào công kích. Chỉ một nhúm nhỏ cực kỳ yếu ớt, vật chất thủy nguyên. Khẳng định là bởi vì vật chất thủy nguyên, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn dựa vào vật chất thủy nguyên. Lăng Hàn cảm thấy bản thân hắn cũng có tác dụng cực lớn, năng lượng hủy diệt, thánh hỏa đều có tác dụng, thậm chí thân thể của hắn cũng tham dự vào trong đó. Nếu như thần thạch bắt nguồn từ vực sâu nguyên thủy, ta sinh ra cộng minh với nơi này cũng không kỳ quái. Lăng Hàn lẩm bẩm, sau đó ý tưởng đột phát, nếu vận dụng đại đạo quang cùng năng lượng hủy diệt với nhau, khi đó sẽ có kết quả gì? Còn nữa, thánh hỏa của hắn không giống với người khác, nếu cùng vận dụng thì sao? Mặc dù thánh hỏa dùng một chút sẽ ít một chút, nhưng mà hắn vẫn chịu đựng nổi tiêu hao một kích. Lăng Hàn đồng thời vận chuyển ba loại năng lượng đặc thù, đại đạo quang, năng lượng hủy diệt, thánh hỏa, oanh, hắn đánh một quyền vào mặt đất xuất hiện cái hố rộng một trượng, sâu ba thước. Nếu ở bên ngoài, thực lực đạt tới thông mạch cũng có thể làm được, nhưng ở nơi này thì quá kinh khủng. Nếu như lúc này hắn lại đối phó Khô Lâu Thánh binh, chỉ sợ hắn có thể đánh nát thứ này ngay lập tức. Nếu không được, một quyền cũng có thể làm Khô Lâu Thánh binh gãy tay gãy chân. Tiếp tục tìm kiếm vật chất thủy nguyên, chỉ cần ta có thể thành tựu chuẩn đế, ta có tư cách đối kháng với đại đế 1-2. Lăng Hàn lòng tin tăng vọt, hắn lại bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà, không có chiến giáp, hắn nhận trọng lực áp chế cực lớn, tốc độ không nhanh hơn bao nhiêu. Từng ngày, mỗi năm đi qua, Lăng Hàn lại tiếp tục cuộc sống tìm kiếm vô vị, mỗi ngày đều tìm kiếm vật chất thủy nguyên, cảm ứng chấn động đặc thù. 7 năm qua đi, tính một chút, Lăng Hàn đã tiến vào nơi này 1.600 năm, đặt ở ngoại giới cũng đã qua 16 năm. Lăng Hàn cất bước đi, hắn đã quen với cô tịch. Hắn đến từ nguyên thế giới, trong nguyên thế giới, một lần bế quan động một chút là mấy vạn năm mấy trăm vạn năm. Cho nên, mặc dù quá trình tìm kiếm nhàm chán nhưng cũng không có mang tới cho hắn bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều. Giữa lúc này, hắn nhiều lần đụng bão cát, nhưng hắn vẫn chưa rời khỏi khu rừng đá, bởi vậy, hắn không có gặp nguy hiểm. Hả? Hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm ứng có chấn động đặc thù, hơn nữa đang áp sát hắn. Chẳng lẽ lại có người giống Vương Triết đến? Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, quay người nhìn lại. Chỉ là một hồi, hắn nhìn thấy hai bóng người đi tới. Cũng giống như Vương Triết, trên người bọn họ cũng mặc chiến giáp, nhưng không giống màu bạc của Vương Triết, chiến giáp của bọn họ là màu vàng xanh nhạt. Hơn nữa, đây cũng không phải là kim loại, mà là tảng đá. Cường độ vật chất thủy nguyên chấn động còn không bằng của Vương Triết. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5161, đệ nhất thần thú. Hai người này, trên người cũng tỏa ra chấn động thánh cấp, lại thêm khí tức thủy nguyên tạo thành uy áp đặc thù. Sau khi phát hiện Lăng Hàn, hai người này cũng như Vương Triết, lập tức lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Có người không mặc chiến giáp đi tới nơi này. Uy, các ngươi dùng ánh mắt gì? Lăng Hàn khó chịu.
ta chỉ không mặc chiến giáp thôi, cũng không phải không có mặc quần áo. Hai người này vẫn cả kinh, không mặc chiến giáp còn rung động hơn không mặc quần áo nhiều. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Chờ chút. Bọn họ vội vàng lắc đầu, hai người này là môn đồ của đại đế, không phải đến biểu diễn khiếp sợ. Ngươi là ai? Một người trong đó hỏi, hắn tên là La Kỳ, một người khác tên là Sở Đường. Lăng Hàn mỉm cười, ta chính là môn hạ đại đế, các ngươi là ai? Hai người La Kỳ đều cảm thấy cổ quái, ngươi làm sao có thể là môn đồ của đại đế? Có môn đồ đại đế nào mộc mạc như vậy, không có cả một kiện chiến giáp? Người này nhất định có cổ quái, La Kỳ nói với Sở Đường. Sở Đường gật đầu, Cửu Vương mất tích, có lẽ có quan hệ với người này. Bắt lấy hắn. Tốt. Lăng Hàn thở dài, các ngươi mặc dù dỉ tai thì thầm nhưng ta vẫn nghe rất rõ ràng. Thì tính sao? Sở Đường cười lạnh. Chúng ta mặc thanh đồng thánh giáp, còn không trấn áp được người. À, các ngươi so chiến lực hay so chiến giáp? Lăng Hàn nhổ nước bọt, nói, các ngươi mặc chiến giáp rõ ràng là tảng đá làm. Đừng tưởng rằng tỏa ra ánh sáng màu vàng xanh thì gọi là thanh đồng chiến giáp, bắt nạt ta không có đọc sách sao? Lần này đến phiên hai người La Kỳ muốn nhổ nước bọt, gia hỏa đối diện là kẻ nào? Mặc kệ hắn, bắt lại thẩm tra. Tốt, La Kỳ cùng ra tay, hắn cầm trường thương làm bằng vật liệu đá, nhưng lại tỏa ra khí tức thủy nguyên, hơn nữa còn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ở chỗ này, vật chất thủy nguyên cũng không chỉ là dùng để tu luyện, công dụng tương đối rộng rãi, chí ít còn có thể chế tác chiến giáp và binh khí. Lăng Hàn sinh ra nghi hoặc, trong vực sâu nguyên thủy có bao nhiêu người, không có nghe Đa Gia Phật nói qua. Chẳng lẽ biến hóa như thế xảy ra sau khi Đa Gia Phật rời đi mới phát sinh hay sao? Đúng lúc này, hai người La Kỳ đã giết tới, trường thương phân biệt đâm vào hai vai Lăng Hàn, hai người muốn khống chế Lăng Hàn. Ách, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Hàn chỉ thấy qua vật chất thủy nguyên chế thành chiến giáp, còn không có gặp qua binh khí. Tự nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú, mặc cho hai người đâm tới. Bành! Hai thương đâm vào vai của Lăng Hàn nhưng không thể xuyên thủng, ngược lại lực phản chấn làm hai người La Kỳ suýt nữa không khống chế nổi trường thương. Quái vật gì thế? Hai người rung động, vật chất thủy nguyên chế tạo binh khí sắc bén cỡ nào, trừ mặc chiến giáp do vật chất thủy nguyên chế tạo, bằng không không gì không phá, không gì không thủng. Lăng Hàn cúi đầu nhìn xuống, áo trên hai vai bị đâm thủng, bị trọng lực khủng bố nghiền nát. Cho dù dùng vật liệu cao cấp dệt thành, quần áo cũng hóa thành tro tàn ngay lập tức. Hắn lắc đầu, làm hư y phục của ta, các ngươi cần phải bồi thường. Hai người La Kỳ nhìn nhau, bọn họ đồng thời quay người bỏ trốn mất dạng. Đây là quái vật, tuyệt không phải bọn họ có thể đối kháng, tranh thủ thời gian chạy. Trở về cầu cứu, đừng nóng vội. Lăng Hàn lực bộc phát lượng, bành, hắn đuổi kịp hai người này, dù có chút miễn cưỡng. Dù sao hắn chịu trọng lực siêu cấp ở đây ảnh hưởng, mà hai người La Kỳ lại có chiến giáp triệt tiêu. Còn tốt, tốc độ hai người không nhanh, bị hắn đuổi kịp. Lăng Hàn duỗi hai tay áp lên vai hai người không thể động đậy. Thế nào, không muốn bồi thường sao? Lăng Hàn cười nói, bồi thường. Hai người La Kỳ vội vàng nói, bọn họ hiện tại chỉ cầu thoát thân, nam nhân này quá thần bí và cổ quái, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối kháng. Lăng Hàn cười một tiếng, đến, nói lai lịch của các ngươi. Hai người La Kỳ ngây người, cái gì mà lai lịch của chúng ta, bọn họ không biết nên nói thế nào. Lăng Hàn nghĩ, hắn hỏi một lần nữa, các ngươi là thủ hạ của đại đế nào? Hai người La Kỳ nhìn nhau, đều hiểu ra, cùng hô lớn, ngươi đến từ thế giới bên ngoài. Nếu không, tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này. Lăng Hàn nhíu mày, ta không thích lặp lại một vấn đề. Chúng ta là thủ hạ của Chân Long đại nhân. La Kỳ vội vàng nói, cái gì? Lăng Hàn sững sờ, Chân Long, không phải Chân Long sớm chết rồi sao? Trong nháy mắt này, Lăng Hàn thật hy vọng Tiểu Thanh Long có mặt ở đây, biết được lão tử của hắn khởi tử hoàn sinh, không biết sẽ có biểu tình gì. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hai người nói dối. Lúc trước hắn tiến vào Chân Long Uyên, Chân Long ủy thác, mới có Chân Long thể thuật. Hiện tại nói cho hắn biết, Chân Long không chết, làm sao có thể chứ? Ha ha, so với lặp lại vấn đề, ta càng ghét người khác gạt ta. Lăng Hàn đấm ra một quyền, lập tức La Kỳ bị đánh thành cặn bã. Lúc này Sở Đường sợ hãi run rẩy, thấy ánh mắt của Lăng Hàn nhìn sang, hắn vội vàng nói, chúng ta thật sự là thủ hạ của Chân Long đại nhân, tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Lăng Hàn nhướng mày, hắn đã đánh chết một người, tại sao đối phương vẫn trả lời như thế?
Chẳng lẽ đối phương nói thật? Làm sao có thể chứ? Chân Long tuyệt đối đã hóa đạo. Tiểu Thanh Long, ngươi đột nhiên xuất hiện một phụ thân, không biết ngươi có cảm thụ gì? Nhưng nhìn đối phương giật mình và đổ mồ hôi lạnh như thế lại không giống như đang nói láo. Hơn nữa, là thủ hạ của ai? Đây là đại bí mật sao? Cần thề sống chết đến bảo thủ. Lăng Hàn hỏi lại, Sở Đường Đàng. Hoàng trả lời, Sở Đường biết, trong vực sâu nguyên thủy có 36 vị đại đế, mỗi một người đều trấn áp một phương, cấm chỉ bất cứ kẻ bên ngoài nào tiến vào sâu trong vực sâu nguyên thủy. 36 đại đế. Trừ Chân Long ra, còn có Chân Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước các loại, đều là thượng cổ thần thú, là nơi thiên địa ra đời, là nhóm sinh linh đầu tiên, cũng chỉ có lúc đó mới có đại đế cùng tồn tại. Đương nhiên, hiện tại cũng có 12 tuyệt địa chi chủ, nhưng không ai dám tùy tiện ra tay, nhất định là thiên địa hạn chế. Hiện tại nói cho hắn biết, đệ nhất thần thú không chết, những thượng cổ thần thú đều còn trong toàn bộ vực sâu nguyên thủy, hắn tin tưởng sao? Hơn nữa, vô số năm qua, các thần thú không hóa đạo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chờ chút, Đa Gia Phật từng tiến vào vực sâu nguyên thủy, nếu lúc đó đã có 36 thần thú, tại sao Đa Gia Phật không nói cho hắn biết? Cho nên đây là chuyện xảy ra sau khi Đa Gia Phật sống đời thứ nhất. Lăng Hàn cảm thấy mình như lâm vào sương mù, xuất hiện 36 thần thú, đều là tổ vương sớm nhất, không biết hắn nên có vẻ mặt như thế nào. Hắn thấy, đây là việc không thực tế, nhưng Sở Đường lại không giống đang nói dối. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn cảm thấy, cần phải giáp mặt với Đa Gia Phật, cũng hỏi đối phương một lần. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5162, xâm nhập. Mặc vào một bộ thanh đồng chiến giáp, Lăng Hàn nâng Sở Đường đi ra bên ngoài vực sâu nguyên thủy. Có bộ chiến giáp này, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Dù không trâu bò như bạch ngân chiến giáp, nhưng vẫn giúp Lăng Hàn phát huy ra tốc độ của giáo chủ. Nhưng mà, tốc độ giáo chủ của hắn lại có thể so sánh với cấp bậc tôn giả, cho nên tốc độ còn rất nhanh. Chiến giáp này phản trọng lực, bởi vậy Lăng Hàn dễ dàng thoát khỏi lực hút trên. Mặt đất, hắn bay trở về trong vực sâu, cũng quay về theo đường cũ. Đợi ra khỏi vực sâu, Lăng Hàn thả ra thần thức, hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không đến bao lâu, hắn đã định vị được Đa Gia Phật. Vị chuẩn đế này đang ngồi xếp bằng trong tinh không, khí tức trên thân phập phồng không ngừng. Hiển nhiên, trước đó đã tiêu hao rất nhiều đế nguyên, hắn còn chưa khôi phục lại. Cũng sử dụng thánh hỏa, đế nguyên cũng ít đi một chút, thuộc về tiêu hao phẩm, cho nên Đa Gia Phật cũng không phải đang nỗ lực khôi phục đế nguyên, mà là đang khôi phục tổn thương khi thiêu đốt đế nguyên. Chuẩn đế chính là chuẩn đế, cho dù trong trạng thái như vậy, hắn cũng lập tức cảm ứng được thần thức của Lăng Hàn, hắn cất bước xuất hiện trước người Lăng Hàn. A, nhìn thấy Lăng Hàn mặc một bộ khôi giáp cổ quái, thậm chí trong tay còn mang theo một người, vị đại nhân này ngạc nhiên và hoảng sợ. Cái quỷ gì? Muốn nói Lăng Hàn nhàm chán mặc chiến giáp, mặc dù tảng đá chế thành, cặn bã cũng có thể, nhưng vì sao lại đột nhiên có thêm một người? Hắn liếc mắt nhìn ra, đây là thánh nhân. Tình huống như thế nào, bên trong vực sâu nguyên thủy có thánh nhân khác? Nhưng mà không thể nào, thánh nhân làm sao có thể đối kháng nguy hiểm trong vực sâu nguyên thủy, chỉ trọng lực kia đã nghiền thánh nhân thành cặn bã. Cũng chỉ có biến thái như Lăng Hàn mới có thể miễn cưỡng hoạt động ở đó, đừng nói với hắn lại xuất hiện quái vật như thế. Chờ chút, Đa Gia Phật nhìn chằm chằm vào chiến giáp, mặc dù cặn bã đến đáng thương nhưng lại tỏa ra chấn động đặc thù. Vật chất thủy nguyên. Hắn kinh sợ, chiến giáp này dùng vật chất thủy nguyên chế thành. Lăng Hàn rất sảng khoái nhìn vẻ mặt của Đa Gia Phật, dù sao, không thể chỉ riêng một mình hắn khiếp sợ. Thời điểm Sở Đường nhìn thấy Đa Gia Phật cũng rất khiếp sợ, bởi vì hắn cảm ứng được trên người của đối phương tỏa ra đế uy nhàn nhạt. Đây là một đại đế. Quá kinh khủng, đại đế. Người này đến từ vực sâu nguyên thủy. Đa Gia Phật hỏi. Lăng Hàn gật đầu, cũng nói toàn bộ tin tức từ trong lời Sở Đường ra. Đa Gia Phật phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng mà nhìn thấy chiến giáp trên người Lăng Hàn còn có Sở Đường, hắn không thể không sinh ra hoài nghi. Thần thú thời kỳ viễn cổ đều còn sống. Vị chuẩn đế này giật mình, bởi vì tin tức này quá kinh người. Lăng Hàn lắc đầu, kẻ khác ta không biết, nhưng mà Chân Long tuyệt đối đã hóa đạo. Chân Long đại nhân nhà ta đang sống yên lành. Sở Đường che miệng vào, các ngươi không thể bảo hắn là người chết.
đế, vô địch khắp thiên hạ, uy nghiêm cũng xâm nhập lòng người. Chỉ có tiến vào chỗ đó, dò xét nó như thế nào. Đa Gia Phật nói, ngữ khí vô cùng kiên định, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Đại nhân vật như thế hạ quyết tâm, đây tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Lăng Hàn gật đầu, hắn đánh ngất Sở Đường và cởi chiến giáp của đối phương ra, giao cho Đa Gia Phật. Dù Đa Gia Phật là chuẩn đế, mặc vào bộ chiến giáp này cũng có trợ giúp, dù cho nó vô cùng yếu ớt. Dù sao, vực sâu nguyên thủy có thể làm đại đế nuốt hận. Chuyện này cũng xảy ra vấn đề, rõ ràng vực sâu nguyên thủy nguy hiểm như thế, nhưng bây giờ chẳng những có 36 thần thú tọa trấn, thậm chí còn thành lập thế lực của riêng mình. Vô cùng cổ quái, bọn họ tiến vào vực sâu nguyên thủy, sau đó đi thẳng tới khu vực hỗn độn. Thời điểm xuyên qua hỗn độn, bọn họ như tiến vào vũng bùn, tiến lên vô cùng gian nan, bởi vì chiến giáp trên người trợ giúp hóa đi một bộ phận lực cản, nếu không sẽ càng khó đi. Đa Gia Phật cũng không sao, nhưng Lăng Hàn vô cùng có khả năng không xuyên qua được. Sau khi hai người tiến vào, chỉ thấy nơi này rất giống khu vực bên ngoài, chỉ là mặt đất trống rỗng, không có thứ gì cả. Đi! Hai người tiến lên, đi vào sâu bên trong. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một phiến hải dương, nhưng khi Lăng Hàn tới gần, chỉ thấy hải dương khô cạn trong nháy mắt, một ngọn núi cao vươn lên giữa trời. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, núi cao sụp đổ, biến thành đồi núi, sau đó biến thành bình nguyên, tẩm bổ vạn vật. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, vạn vật diệt hết, biến thành một mảnh hoang vu. Đây là... Lăng Hàn nhìn về phía Đa Gia Phật, hắn rất ngạc nhiên. Đa Gia Phật gật gật đầu, đây là khu vực đặc thù, thời gian chảy nhanh đến mức không cách nào hình dung, nếu như chúng ta tiến vào bên trong, chỉ sợ sẽ hóa thành xương khô. Ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, có thể tu thành quy tắc thời gian tại nơi này không? Quá trâu bò, dù là đại đế thì như thế nào, có sinh mệnh cực hạn, một cái quy tắc thời gian đánh xuống, trong nháy mắt gia tốc ức vạn lần, bảo đảm đại đế cũng phải ngỏm củ tỏi. Đa Gia Phật bật cười, trên lý luận là có thể, nhưng cho dù ngươi nắm giữ cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả với chuẩn đế hoặc là đại đế, nguyên nhân chúng ta có thể đối kháng thời gian dị thường. Thánh nhân thân nạp quy tắc, đại đế tự thành một thể, cho nên muốn lấy quy tắc tác dụng lên người đại đế là không thể nào. Chỉ có thiên địa đại đạo mới có thể áp chế đại đế, làm đại đế già yếu bình thường. Nhưng mà, nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, không có quy tắc, lại là thiên địa đại đạo sinh ra, cho nên, cho dù Đa Gia Phật tiến vào bên trong, hắn cũng lập tức già yếu và tử vong. Vực sâu nguyên thủy, đây là nơi có thể làm đại đế vẫn lạc. Cái gọi là 12 tuyệt địa, chân chính nguy hiểm là đại đế bên trong. Hai người đi vòng, nhưng khu vực này rất lớn, hơn nữa có đôi khi sẽ mở rộng, có đôi khi lại thu nhỏ, như vậy càng nguy hiểm hơn. Nhất định phải cách thật xa, tránh đột nhiên cuốn vào trong đó, khi đó chết như thế nào cũng không biết. Đi đường vòng rất tốn thời gian, mà ở chỗ này, tốc độ của chuẩn đế cũng không nhanh được. Nửa năm qua đi, bọn họ mới vòng qua khu vực này, rốt cuộc phía trước cũng an toàn. Nhưng bọn họ tiến lên, chưa bao lâu, chỉ thấy vô tận hỏa diễm sôi trào hóa thành phong bạo, cũng ập về phía bọn họ. Đa Gia Phật biến sắc, hắn nắm lấy Lăng Hàn và quay đầu bỏ chạy. Ê! Lăng Hàn cũng nhe răng, hỏa diễm phong bạo quá đáng sợ, hắn có cảm giác nếu bị cuốn vào trong đó thì phải chết không nghi ngờ. Hắn dùng nhãn thuật quan sát, chỉ thấy ngọn lửa này không có một chút quy tắc nào nhưng lại mạnh đến khó có thể hình dung. Vì cái gì ngọn lửa này đáng sợ như thế? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5163, Chân Lòng Đại Đế. Mang theo Lăng Hàn lao đi như bão táp, phải đi nửa năm Đa Gia Phật mới ngừng lại. Nơi xa, tốc độ của hỏa diễm phong bạo chậm lại, chậm rãi biến mất không thấy. T, Lăng Hàn nhai răng, với tốc độ của chuẩn đế cũng phải chạy nửa năm, nơi này kinh khủng cỡ nào? Đây là lửa gì? Lăng Hàn hỏi, rõ ràng không có nửa điểm quy tắc, nhưng lại mạnh đến mức khủng khiếp. Đa Gia Phật trầm ngâm một lần, nói, đây là năng lượng thiên địa bản nguyên nhất, ta cũng không rõ ràng. Vậy bây giờ? Lăng Hàn không dây dưa nhiều ở phương diện này, hiện tại hắn không có tư cách nắm giữ quy tắc cửu tinh, chớ nói chi đến bản nguyên. Võ đạo, tiến hành theo chất lượng, tiếp tục đi tới. Hai người lại tiếp tục tiến lên, sau khi hỏa diễm phong bạo bao phủ, nơi này lại khôi phục bình tĩnh, nguyên nhân đại địa áp xúc vô số lần. Một hạt cát cũng nặng như tinh cầu,
Cho nên, dù hỏa diễm quét qua lưu lại vết cháy đen nhưng cũng không có tạo thành phá hư quá lớn. Lăng Hàn nhíu mày, nguyên nhân thời điểm đi qua nơi này lần đầu tiên, hắn cũng không nhìn thấy mặt đất cháy đen. Hắn nhìn về phía Đa Gia Phật, mà Đa Gia Phật thì gật gật đầu, nói nơi này cũng không chỉ có hỏa diễm phong bạo, còn có thiên tai khác. Cho nên, muốn thông qua khu vực này chẳng những tốn thời gian, còn phải xem vận khí. Vận khí không tốt, có lẽ mấy trăm năm cũng chỉ có thể tới tới lui lui. Quả nhiên, hai tháng sau, hai người Lăng Hàn không đi tới cuối đã nhìn thấy mưa thiên thạch rơi xuống. Bành bành bành, quá kinh khủng, mỗi một viên nện xuống sẽ tạo thành hố nhỏ trên mặt đất, đường kính to khoảng 10 trượng. Việc này làm Lăng Hàn hoảng sợ, phải biết hắn toàn lực ứng phó, một quyền cũng chỉ có thể đánh ra cái hố nhỏ 1 trượng, cái hố 10 trượng là khái niệm gì? Lực sát thương cấp chuẩn đế sao? Thậm chí đại đế. Mưa thiên thạch bao phủ phía trước, cho nên không có biện pháp, Lăng Hàn và Đa Gia Phật chỉ có thể lui lại. May mắn chính là tốc độ mưa thiên thạch không nhanh, cho nên bọn họ có thể thong dong lui lại. Vấn đề là như thế quá chậm. Nếu không phải nơi này thời gian chảy phải nhanh, 100 năm qua đi, bên ngoài chỉ mới trôi qua 1 năm, không thì Lăng Hàn sẽ gấp chết. Hắn mất 3 năm mới chờ được. Mưa thiên thạch đã ngừng lại, Lăng Hàn và Đa Gia Phật lại tiếp tục tiến lên. Trước mặt uy năng thiên địa, Lăng Hàn không có suy nghĩ dùng thanh trúc kiếm hay hỗn độn cực lôi tháp tới chặn. Phải biết, nơi này có thể làm đại đế vẫn lạc, đế binh không tính là cái gì. Bọn họ tiến lên, 2 tháng, nửa năm, 8 tháng, lần này, vận khí của bọn họ tốt hơn trước, không tiếp tục gặp được bất kỳ tai nạn nào. Lại đi thêm 2 năm, phía trước xuất hiện một tòa thành. Nhìn từ xa có thể nhìn thấy cái đầu rồng, nơi này đủ bá khí. Cái này, thật sự có chân long đại đế. Lăng Hàn dao động, nhưng hắn rõ ràng đã xác định chân long đã chết. Đa Gia Phật cũng không có lỗ mãng tiến vào, hắn thả thần thức dò xét tòa thành. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, một đạo khí tức bá đạo và vô cùng lạnh lùng bộc phát, trong khí tức không mang theo chút tình cảm nào. Đạo trích phương nào? Một ý niệm nổ tung trong thức hải của Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật. Lăng Hàn thất khiếu phun máu, hắn suýt nữa đã hôn mê, còn tốt, thức, hải của hắn còn có đại đạo quang, cho nên hắn miễn cưỡng tỉnh táo lại. Sắc mặt Đa Gia Phật trắng bệch, oanh! Đúng lúc này, trong tòa thành phía trước xuất hiện một móng vuốt, ngũ trảo, màu vàng kim. Đây là long trảo. Lăng Hàn làm bạn với Tiểu Thanh Long lâu như vậy, tự nhiên biết rõ móng vuốt long tộc là dạng gì. Chân long, uy uy uy, thật hay giả. Nhưng mà, hiện tại không có thời gian cho hắn suy nghĩ, Đa Gia Phật bắt lấy hắn và bỏ chạy. Đánh với đại đế, ha ha, oanh, rõ ràng long tộc đại đế không có hiện thân, nhưng một trảo từ phương xa đã ép tới gần. Cho, Lăng Hàn lấy ra thanh trúc kiếm giao cho Đa Gia Phật. Đa Gia Phật tiếp kiếm, trực tiếp chém ra ngoài. Hắn hiện tại không thu phục thanh trúc kiếm, nhưng mà chuẩn đế vốn cường đại, lại thêm mẫu kim phát uy nên có thể miễn cưỡng ngang hàng một đại đế. Xoát, một kiếm chém vào long trảo, chém ra một vết thương, nhưng Đa Gia Phật lại bay ra ngoài, hắn không ngừng phun máu tươi. Không chỉ có hắn, ngay cả Lăng Hàn cũng phun máu tươi, hắn chỉ dính một ít đế uy, nhưng đế uy quá mạnh. Hắn không phải không có tiếp nhận một kích của đại đế, mặc dù lúc đó hắn có thanh trúc kiếm ngăn cản đại bộ phận lực lượng nhưng mà hắn có cảm giác uy lực của long trảo còn trên cả tuyệt địa chi chủ. Khả năng sao? Người có thể trở thành đại đế, ai yếu hơn người khác? Trừ phi lúc ấy tuyệt địa chi chủ không dùng toàn lực. Cũng đúng, đối phó hắn là thánh nhân nho nhỏ, cần toàn lực phát huy sao? Đa Gia Phật không ngừng lại chút nào, hắn tiếp tục mang theo Lăng Hàn phi nước đại. Sau lưng, đế uy tràn ngập, chỉ thấy thanh long bay ra khỏi thành, hành vân giá vụ, nó không ngừng đuổi theo bọn họ. Quá nhanh, đây chính là đại đế chân chính. Khốn kiếp, chân long thật không có chết. Đế tộc không cách nào xuất hiện đại đế, dường như thiên địa nguyền rủa, cho nên Lăng Hàn tuyệt đối không cho rằng đây là dòng dõi chân long, mà là bản thân của thánh long. Hắn đã hồ đồ, Đa Gia Phật đã quen thuộc. Phương pháp sử dụng thanh trúc kiếm, một kiếm chém ra mang theo uy thế đáng sợ, đế uy tràn ngập giống như nữ đế còn sống. Oanh! Chân long xuất thủ, lại bị cản lại, nhưng mà đại đế cường thế cỡ nào, hắn lập tức truy kích. Đa Gia Phật vừa công kích vừa chạy, dựa vào uy lực của đế binh, hắn tạm thời còn có thể chống đỡ, nhưng thời gian không có khả năng quá lâu. Đế binh là binh khí do đại đế rèn đúc, làm sao có khả năng so sánh với đại đế chân chính.
Làm sao bây giờ? Bị một vị đại đế truy sát, đại đế sống sờ sờ. Lăng Hàn cũng vận dụng hỗn độn cực lôi tháp tiêu trừ một bộ phận đế uy dư âm, dù sao đây cũng là mẫu kim, hắn càng là thánh nhân mạnh nhất, tiêu trừ dư âm cũng không thành vấn đề. Bọn họ đã chạy đi 3 ngày. Oanh! Mặt đất phun ra một sóng nước và rộng đến vô hạn, sau đó ập tới trước và sau, vừa vặn ngăn chặn chân long đại đế cùng đa gia Phật, Lăng Hàn. Đây là cứu mạng, nơi đây vô cùng nguy hiểm, cho dù là đại đế cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không có khả năng chôn xương tại nơi này. Sóng nước ập tới, chân long đại đế cũng bị bức bách ngừng lại, sau đó quay người rời đi. Hừ, ý niệm đại đế sôi trào, nhưng cũng không cái gì không cam lòng. Chỉ là chuẩn đế cùng thánh nhân, không đánh giết thì như thế nào, lần sau gặp được cũng có thể chém giết dễ dàng. Lăng Hàn và Đa Gia Phật phi nước đại, bọn họ chạy suốt nửa năm, sóng nước phía sau chậm lại, chỉ thấy bình nguyên hóa thành biển cả. Đúng là nơi quái dị. Rời đi trước, Đa Gia Phật nói. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5164, trở về. Đa Gia Phật mang theo Lăng Hàn rời khỏi vực sâu nguyên thủy. Nơi này đã không an toàn, một vị đại đế để mắt tới bọn họ, trừ chạy ra, còn có lựa chọn thứ hai hay sao? Bên trong vực sâu nguyên thủy, thật sự có bí mật trường sinh. Lăng Hàn nói, chân long đại đế chính là chân long đầu tiên. Nhưng mà, hắn lại có chút nghi hoặc, so sánh với thần niệm chân long mà hắn tiếp xúc, vị chân long đại đế này có điểm khác biệt. Có bí mật trường sinh hay không ta không biết, nhưng mà, đại đế trước đó rất có vấn đề. Đa Gia Phật trầm ngâm nói. Ở phương diện này, Đa Gia Phật phi thường có quyền lên tiếng, bởi vì hắn không những là chuẩn đế, thậm chí còn là đồng môn sư huynh đệ với người thành đại đế. Ồ, Lăng Hàn hiếu kỳ, rất kỳ quái. Đa Gia Phật tiếp tục nói. Rõ ràng nắm giữ đế uy, nhưng lại thiếu sót một điểm, từ đó yếu hơn đại đế chân chính. À, đó là tồn tại gì? Chuẩn đế. Không có khả năng, Đa Gia Phật chính là chuẩn đế, hắn không có sức hoàn thủ trước mặt chân long đại đế. Cho nên, vị nào tuyệt đối là đại đế? Nhưng mà, việc này rất kỳ quái. Đa Gia Phật lần thứ nhất tiến vào vực sâu nguyên thủy thời điểm, chỗ đó vẫn tịch mịch, không có một chút xíu sinh mệnh, mà bây giờ lại dựng lên một tòa thành, còn có đại đế tọa trấn. Cho nên, thành này khẳng định đã thành lập sau khi Đa Gia Phật sống đời thứ nhất. Nhưng mấu chốt cũng ở nơi đây. Chân long sống ở niên đại nào? Thời kỳ hồng hoang thiên địa sơ khai, xa xôi đến không cách nào hình dung. Vì cái gì tồn tại hóa đạo cách thời đại của Đa Gia Phật vô số năm lại xuất thế sau hắn? Cách nhiều thời đại như thế vẫn sống thêm đời thứ hai? Không có khả năng. Đại đế ở vực sâu nguyên thủy đạt được kỳ ngộ khác, từ đó sống thêm đời thứ hai. Nghe nói còn có tồn tại nghịch thiên sống ra đời thứ ba, nhưng mà chắc chắn không thể liên tục. Đại đế quá mạnh, quy tắc và bảo vật đều bị trấn áp, bao gồm thọ nguyên và linh hồn của đại đế. Cho nên, tồn tại phong ấn nhiều năm sẽ có khả năng sống thêm đời thứ hai. Chẳng lẽ cũng giống với 12 tuyệt địa chi chủ, dựa vào bí pháp nào đó sống vô số năm, sao? Đó xuất thế ở niên đại này, như thế cũng có khả năng. Khác với tuyệt địa chi chủ chính là, chân long đại đế lại có thể xuất thủ không cố kỵ. Hơn nữa, từ lời của hai người sở đường, 36 thần thú trấn thủ thông đạo hạch tâm của vực sâu nguyên thủy, không cho người nào thông qua, nguyên nhân vì sao? Lăng Hàn và Đa Gia Phật nhìn nhau, bọn họ không ngừng thảo luận nhưng càng thảo luận càng đau đầu. Nói không thông, hoàn toàn nói không thông, biết được càng nhiều, ngược lại càng hỗn loạn. Đây là loạn thế, Đa Gia Phật cau mày. 12 tuyệt địa đã làm người ta đau đầu, hiện tại tăng thêm 16 viễn cổ thần thú. Mặc dù bọn họ không xuất thế vào hiện tại, chỉ khi nào rời khỏi vực sâu nguyên thủy sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn cỡ nào, cách cục thiên hạ sẽ đúc lại lần nữa. Hiện tại bọn họ biết rằng, ở bên trong vực sâu nguyên thủy, tuyệt đối có long tộc đại đế, đệ nhất chân long, nhưng lại khác với đệ nhất chân long chính là, về mặt chiến lược lại yếu hơn nhiều lần. Đây có phải là mấu chốt hay không? Đa Gia Phật quyết định mang theo Lăng Hàn trở lại. Nguyên nhân hiện tại vực sâu nguyên thủy quá nguy hiểm, kinh động đến một vị đại đế, còn dám ở trong đó tìm kiếm vật chất thủy nguyên. Phải biết, khu vực bên ngoài tương đối an toàn, đối với đại đế đến lại không phải càng an toàn hay sao? Không có hỏa diễm phong bạo, mưa thiên thạch đáng sợ, có cái gì có thể ngăn cản được đại đế? Cho nên,
hiện tại chỉ có thể rời đi, cho dù thế nào cũng phải tránh đầu sóng ngọn gió. Phải biết, ở bên ngoài một năm, bên trong vực sâu nguyên thủy là trăm năm, cho nên, trong mấy trăm năm sau, có lẽ Chân Long Đại Đế sẽ không nhớ mãi bọn họ không quên. Dù sao, ở trong mắt Đại Đế, bọn họ chỉ là sâu kiến mà thôi. Hai người trở về, lần này, Đa Gia Phật không có đốt cháy đế nguyên, nguyên nhân không cần như thế. Tốc độ của chuẩn đế cực nhanh, bọn họ vẫn phải bỏ 200 năm mới quay về vũ trụ mà Lăng Hàn. Quen thuộc, Đa Gia Phật lập tức rời đi, hắn cần phải liên hệ với vài người, hắn cần phải nói tình huống xảy ra trong vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn biết rõ, Tiên Dưỡng Hạo khẳng định là một, nhưng Đa Gia Phật cũng không có nói là một. Chẳng lẽ còn có chuẩn đế khác? Nhưng mà, Đa Gia Phật đi vội vàng, không có cho Lăng Hàn thời gian hỏi thăm, Lăng Hàn cũng mang theo khó hiểu quay về, bắt đầu định vị vị trí của Tứ Nguyên Tinh. Trước đó, hắn bố trí trận pháp trên Tứ Nguyên Tinh, cũng không có khả năng ngăn cách thiên cơ, nếu Đại Đế suy tính sẽ phát hiện vị trí ngay lập tức. Trong tình huống bình thường, Đại Đế căn bản không quan trọng, nhưng Tuyệt Địa Chi Chủ thì phải suy nghĩ một lần. Hắn thân là người bố trí trận pháp, hắn cảm ứng càng dễ dàng. Rất nhanh, hắn định vị được và xé rách không gian, hắn đi trong hư không lúc, thời điểm hắn lao ra, Tứ Nguyên Tinh đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắn hiện thân, lập tức đám người nữ hoàng thở ra một hơi. Bọn họ biết rõ Lăng Hàn đi Đông Lâm Tinh Đa Gia Phật, nhưng đột nhiên hai người không có tin tức, hơn nữa đã qua 200 năm, làm sao có thể làm bọn họ không có lo lắng cơ chứ? Lăng Hàn triệu tập mọi người tới, sau đó nói những chuyện xảy ra hơn 200 năm qua. Trên thực tế, khi quay về đã tốn thời gian 200 năm, thời gian ở vực sâu nguyên thủy chỉ có 16 năm. Nhưng mà, thời gian trôi qua khác nhau nên Lăng Hàn đã ở bên trong suốt 1.600 năm. Nghe Lăng Hàn nói xong, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này, 12 tuyệt địa chi chủ đột nhiên xuất hiện bao trùm tinh không, không người có thể địch, phiền toái lớn như thế còn chưa giải quyết, hiện tại lại xuất hiện 36 thần thú. Khó trách Thanh Trúc Nữ Đế tiên đoán được tương lai đáng sợ, 48 đại đế đấy. Phụ thân ta ở trong vực sâu nguyên thủy. Tiểu Thanh Long khiếp sợ không nói thành lời. Không có khả năng. Hắn không thể tin được. Phụ thân ta đã hóa đạo. Mặc dù hắn cũng hy vọng Chân Long còn sống, nhưng mà lúc còn ở trong vỏ trứng hắn đã cảm ứng được đó là liên hệ thuộc về huyết mạch lên, càng không có khả năng nói dối. Cho nên, hắn tuyệt không thể khoan dung có ai giả mạo Chân Long. Lăng Hàn cũng nhíu mày, nói đó đúng là đại đế, ngay cả Đa Gia Phật cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, người có thể thành đại đế còn cần giả mạo người khác sao? Đế, mạnh nhất thiên hạ, giả mạo người khác làm gì? Không, phụ thân ta tuyệt đối đã hóa đạo. Tiểu Thanh Long kích động nói. Liên hệ huyết mạch không thể giả được, dù ta còn chưa xuất thế, nhưng mà ta vẫn cảm ứng rõ ràng, huyết mạch phụ thân ta khô cạn, cũng kết hợp với thiên địa. Gia hỏa này cũng không còn dùng long gia, có thể thấy được hắn kích động cỡ nào. Đúng thế, bị người ta giả mạo phụ thân, đổi thành ai cũng tức giận không nhỏ, huống chi còn là Chân Long, thần thú mạnh nhất khi đó, Tiểu Thanh Long còn lấy việc này làm kiêu ngạo. Như vậy, chuyện này là gì? Lăng Hàn lại nghĩ tới, Đa Gia Phật nói thực lực Chân Long Đại Đế thật yếu, còn không bằng cả A Hàm Phật. Điều này nói rõ cái gì? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5165, hung danh hiển hách. Lăng Hàn trở về, tạm thời hắn không đi vực sâu nguyên thủy, làm cái gì bây giờ? Hắn cần tăng tu vi lên, sau khi đạt tới tịch diệt cảnh cực hạn, sau đó đột phá chuẩn đế, lại thành đại đế, bình định hắc ám. Thế nhưng mà, không có vật chất thủy nguyên, hắn chỉ có thể tìm đại dược tuyệt thế gia tốc, tốc độ cũng quá chậm. Lăng Hàn luyện đan trên Tứ Nguyên Tinh, hắn nghiền ép rất nhiều bảo vật từ các đế tộc, mặc dù vô hiệu với hắn nhưng có thể dùng trên thân của người khác. Khi luyện chế lượng lớn đan dược, Lâm Lạc, tu vi của đám người Chu Hằng tăng lên thật nhanh. Bọn họ có thiên phú không kém, hiện tại chỉ thiếu cơ, duyên mà thôi. Dù sao, bọn họ cũng không phải là bá chủ nguyên thế giới. Nhất là Lâm Lạc, hắn có thiên phú võ đạo cực kỳ kinh người, vào mấy trăm năm trước đã đột phá tôn giả đỉnh phong. Sau khi nhận được đan dược của Lăng Hàn, sau khi triệt để vững chắc cảnh giới, hắn bắt đầu bế quan xung kích thánh cảnh. Sau đó, Tứ Nguyên Tinh nghênh đón phát triển vượt bực. Chu Hằng, Sở Hạo đều đột phá tứ cực cảnh đỉnh phong,
nắm giữ tư cách xung kích thánh vị. Lăng Hàn không biết trong bọn họ có bao nhiêu người có thể dựa vào bản thân thắp sáng thánh hỏa, nhưng trước mắt không thể dựa vào tín ngưỡng lực. Tứ nguyên tinh chỉ có bao nhiêu sinh linh như thế, căn bản không đủ chèo chống bất cứ kẻ nào thắp sáng thánh hỏa. Nhưng mà, hiện tại thành thánh mặc dù gian nan, chỉ khi nào thành công, chiến lực sẽ mạnh hơn thánh nhân bình thường rất nhiều. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, hiện tại thánh nhân không ảnh hưởng tới đại cục của thiên địa, nhưng trở thành thánh nhân cũng nắm năng lực tự vệ. Sau khi an ủi đám người nữ hoàng, Chỉ Mộng Hàm vài năm, Lăng Hàn lại ngồi không yên. Kỳ thật, cuộc sống bình thường mới là thứ hắn hướng tới, nhưng vì cuộc sống bình thường, hắn mới cần bôn ba liều mạng. Làm sao gia tăng tu vi lên nhanh hơn? Vấn đề này gây khó khăn cho Lăng Hàn. Trên vai hắn có trách nhiệm rất lớn, không nói những chuyện khác, chỉ việc Cát lão gia tử hy sinh cũng thúc giục hắn nhanh chóng trở thành đại đế, trấn áp thiên hạ. Nhưng mà, hiện tại hắn đi đâu? Tất cả đế tộc có thể tìm tới hắn đã tìm qua, có một ít thế lực còn không lộ tổ tinh ra ngoài, hiện tại càng không có khả năng tìm ra. Như vậy, đi âm phủ, Lăng Hàn phỏng đoán, nói không chừng nơi đó có cơ duyên. Mặc dù âm phủ không có sinh cơ, nó hoàn toàn tương phản với dương gian, nhưng mà, vật cực tất phản, giống vực sâu nguyên thủy, không phải trên lý luận không có bất cứ sinh linh nào sống sót hay sao. Nhưng hết lần này tới lần khác chỗ đó lại có nguyên thủy đại dược. Có lẽ âm phủ không có đại dược như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là thánh nhân, cũng không phải cần tiên dược chân quý như thế. Tốt, liền đi âm phủ, lại thuận tiện giết một ít âm hồn, chính mình rời đi 200 năm, Khô Lâu Thánh Binh đã phách lối bá đạo không người có thể cản trở. Lăng Hàn không mang theo đám người nữ hoàng, dù sao trời mới biết có gặp tuyệt địa chi chủ nào hay không. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ tăng lên rất lớn, nhưng mà hắn vẫn còn kém đại đế quá nhiều. Hiện tại, âm hồn đã chiếm 3 thành tinh cầu trong vũ trụ, chủ yếu là để chiếm cứ địa bàn âm phủ hóa. Việc này cần thời gian quá dài, nếu không, với chiến lực của Khô Lâu Thánh Binh đã không ai địch nổi. Lăng Hàn tùy tiện đi vào một tinh cầu bị chiếm cứ, toàn thân tỏa ra dương khí cuồn cuộn giống như mặt trời lấp lánh. Lập tức, âm hồn lao tới, đối với bọn chúng mà nói, huyết nhục của Lăng Hàn chính là món ngon tuyệt thế. Dương gian ăn thịt sinh linh khác là bản năng, mà âm hồn bình thường lại không có linh trí, có bản năng thúc dục, bọn chúng không cân nhắc thực lực Lăng Hàn là gì, nhao nhao đánh tới. Từng âm hồn cạnh tranh xông lên, giống như chậm một bước sẽ không giành được huyết nhục của Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ tới đây, ông, sóng xung kích bao phủ toàn bộ tinh cầu, tất cả âm hồn tan thành cho bụi trong nháy mắt. Sau đó, hắn đi tới tinh cầu thứ hai, hắn dùng sát khí xung kích giải quyết tất cả âm hồn. Hắn nhanh chóng bay vào tinh không thức tỉnh mặt trời. Sau khi làm xong tất cả hắn mới rời đi. Đây mới gọi là thánh nhân. Trước đó hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, hoặc là Khô Lâu Thánh Binh, hoặc là Tuyệt Địa Chi Chủ, Viễn Cổ Thần Thú, làm hắn không có tự tin. Phải biết, thời gian mấy trăm năm trước, thánh nhân chính là tồn tại đỉnh cấp trên thế gian, mà Lăng Hàn lại là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, hắn cũng vô địch. Ai bảo hắn sinh ra trong loạn thế? Thân hình hắn khẽ động, hắn lại tới tinh vực kế tiếp. Nhưng lần này, hắn mới thu phục 3 tinh vực, lúc này hắn cảm ứng được hư không bị xé mở, khí tức cường hoành bộc phát. Có thánh nhân đến, còn không chỉ một. Lăng Hàn nhìn sang, có 3 tên âm thánh bước ra từ trong hư không. 3 tên âm thánh vừa nhìn thấy Lăng Hàn thì dung mạo biến hóa, cho dù bọn chúng là một đám linh hồn biến thành, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tâm tình của chúng biến hóa dữ dội. Bọn chúng có thể không sợ hãi sao? Đây chính là Lăng Hàn, vạn cổ đệ nhất thánh. Bọn chúng vội vàng xoay người bỏ chạy, lần nữa tiến vào trong không gian bị xé rách. Lần này, bọn chúng mới thở ra một hơi, còn tốt, có thể thoát chết trong tay sát tinh kia. Ha ha, vừa tới đã đi, không nể mặt ta sao? Giọng nói của Lăng Hàn vang lên bên tai bọn chúng. Cái gì? 3 tên âm thánh đều kinh hãi, Lăng Hàn đuổi theo lúc nào? Đây là tốc độ cỡ nào? Phải biết, bọn chúng cũng là thánh nhân. Vạn cổ đệ nhất thánh, đây chính là thánh nhân mạnh nhất lịch sử. Lăng Hàn đưa tay bắt lấy, 3 tên âm thánh bị bắt trở về. Ngươi muốn thế nào? 3 tên âm thánh run rẩy, đương nhiên, bọn chúng dùng thần thức truyền âm. Khoảng cách gần như vậy, bọn chúng có thể cảm giác được dương khí bàng bạc như mặt trời của Lăng Hàn, căn bản không cần đối phương xuất thủ, chỉ dương khí cũng đủ làm bọn chúng hình thần câu diệt. Âm, dương đối lập, đây là tiên thiên, là bản chất. Lăng Hàn mỉm cười, lấy thần thức chấn động,
ba tên âm thánh kia ngất đi. Hắn không có hạ sát thủ, không phải bởi vì hắn nhân từ, mà là vì lưu âm thánh đám người nữ hoàng. Thực lực của hắn quá mạnh, thiên địa ban thưởng biến thành gân gà, nếu do đám người nữ hoàng tiêu diệt, khi đó hiệu quả sẽ khác. Cho nên, theo Lăng Hàn, đây là đại dược tu luyện, nếu không thu sẽ lãng phí. Hắn lấy thần niệm là khóa, đem ba tên âm thánh xuyên lên, lôi kéo tại sau lưng, sau đó tiếp tục đi cái khác tinh cầu. Thắp sáng mặt trời, một lần nữa chiếu sáng tinh vực hắc ám. Qua một lúc, có chấn động không gian sinh ra, lần này tới 9 tên âm thánh. Không tốt, là sát tinh Lăng Hàn, chạy mau. Nhưng lần này, bọn chúng không kịp xé rách không gian đã bị Lăng Hàn đánh ngất xỉu. Sảng khoái, như vậy mới giống cao thủ. Lăng Hàn cười nói, sau đó tiếp tục chơi đùa. Hắn đang chờ những đệ tử của tuyệt địa tới, sau đó nhân cơ hội thu tính mạng của một đám. Đương nhiên, Khô Lâu Thánh Binh mới là mục tiêu chủ yếu của hắn. Chỉ cần quét dọn Khô Lâu Thánh Binh, tốc độ xâm lấn của âm phủ sẽ chậm lại. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5166, âm thánh thành chuỗi. Qua gần nửa ngày, nhóm âm thánh thứ ba chạy tới. Lăng Hàn, chạy mau. Phản ứng của bọn chúng rất giống nhau, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn đều sợ hãi, sau đó quay người bỏ chạy. Đương nhiên, chạy cũng chạy không thoát, chúng đều bị Lăng Hàn trấn áp. Nhưng mà, điều này cũng làm cho Lăng Hàn rất khó chịu. Thanh danh của hắn có xấu như vậy sao? Ai, bên người không ai tiếp lời và không quen, nếu không, đại hắc cẩu sẽ mở miệng phản bác. Đúng thế, ngươi chính là dạng người này. Trang bức, chỉ có lão hắc tốt, nó vừa mở miệng sẽ đả kích đối thủ rất lớn. Lăng Hàn thì thào, hắn không ngừng nỗ lực, các tinh vực gần đó đều thắp sáng, mặt trời thức tỉnh và tỏa ra ánh nắng muộn. 10 ngày sau, Lăng Hàn đã bắt được gần 100 tên âm thánh, chúng bị niệm lực sâu thành chuỗi và bồng bềnh ở phía sau hắn. Ân, số lượng hơi nhiều, cũng nên đi về một chuyến. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn sẽ mở không gian, mang theo những âm thánh này quay về tứ nguyên tinh, cũng chuyển hóa thành tài nguyên tu luyện cho đám người nữ hoàng. Xèo, hắn đã tiến vào không gian khép kín tạo nên một tia gợn sóng. Sau khi gợn sóng biến mất, chỉ thấy cách tinh vực không xa, không gian bị xé rách và vài bóng người bước ra. Nếu như Lăng Hàn ở đây, hắn có thể phát hiện những người này cũng không phải âm thánh, mà là người sống sờ sờ, đệ tử, đệ nữ tuyệt địa. Tiến bộ của bọn họ rất khả quan, yếu nhất cũng đạt tới ngũ tinh, nhưng chiến lực tự nhiên vượt qua thánh nhân ngũ tinh, mười mấy người đứng với nhau tạo thành khí tràng cực mạnh. Người vừa đi, Lý Đương Bình nói, hắn cảm ứng một lần, gợn sóng không gian vỡ ra đã biến mất, hắn cũng không cách nào nhiều tin tức. Là Đinh Thụ hay là Thủy Nhất, hoặc là Phá Thiên, Tỉnh Hạo Nhiên. Những đệ tử đệ nữ tuyệt địa đều suy đoán, hiện tại chân chính còn có sức phản kháng chỉ có bá chủ nguyên thế giới như Đinh Thụ. Lăng Hàn vô tư truyền năng lượng hủy diệt cho bọn họ, đây là đại sát khí khắc chế âm hồn mạnh nhất. Chỉ cần bọn họ xuất thủ, cho dù là âm thánh cũng không địch lại, chỉ có thể dựa vào Khô Lâu Thánh Binh trấn áp. Nhưng mà, thánh nhân muốn chạy, bọn họ giữ lại thế nào? Trừ phi sớm bày ra thiên la địa võng, đợi đối phương tiến vào mới có thể rào sát. Dù là như thế, có thể giết chết hay không vẫn là ẩn số. Cho nên nói, thánh nhân khó giết. Bọn họ chưa từng hoài nghi Lăng Hàn, nguyên nhân Lăng Hàn đã biến mất quá lâu, giống như biến mất khỏi vùng thế giới này. Triệu hoán âm hồn tới, lại chiếm cứ những tinh cầu này. Chúng ta đi dập tắt mặt trời. Những đệ tử đệ nữ này bắt đầu phân phối nhiệm vụ, bọn họ cần dương gian âm phủ hóa. Việc này liên quan tới đại kế của tuyệt địa chi chủ. Lại nói Lăng Hàn, hắn hiện tại quá cường đại, chỉ dùng thời gian nửa ngày là về tới tứ nguyên tinh. Oanh, thánh uy tràn ngập. Cho dù là âm thánh, thực lực yếu hơn rất nhiều, nhưng thánh nhân chính là thánh nhân. Lại nói, hơn 100 âm thánh đấy, cho dù hôn mê cũng tỏa ra một tia thánh uy, gộp lại đáng sợ đến mức nào. Lập tức, đám người hầu ca lao ra, nhưng sau khi nhìn thấy một đám âm thánh bị Lăng Hàn trói thành một chuỗi, sắc mặt mỗi người đều cổ quái. Đây đúng là việc chấn động. Đến, mọi người phân một lần. Lăng Hàn cười nói, đánh giết âm hồn có thể nhận được thiên địa ban thưởng, âm thánh ban thưởng còn nhiều hơn. Thứ này cũng có thể phân. Mọi người đều nhe răng, cũng chỉ có Lăng Hàn mới làm được việc này, bắt trở lại một đống âm thánh cho mọi người cầm thiên địa ban thưởng. Nhưng mà,
Đây là thứ tốt, thiên địa ban thưởng không giống với bất kỳ tiên dược nào, an toàn không có tác dụng phụ, đáng giá nắm giữ. Mọi người phân phối một chút, sau đó bắt đầu giết âm hồn. Âm thánh thì như thế nào, bị Lăng Hàn trấn áp, căn bản không phản kháng được. Đại bổ như thế, đám người hầu ca, nữ hoàng không tăng lên rõ ràng, nhưng dưới thánh nhân lại có tiến bộ rất lớn. Có thể đoán được, không bao lâu nữa tứ nguyên tinh sẽ nghênh đón thủy triều thánh nhân đột phá. Tiểu Hàn tử, chúng ta cũng đi. Đúng, cùng nhau đi. Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long kêu gào, bọn họ luôn tu luyện trên tứ nguyên tinh, cực kỳ nhàm chán. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn gật đầu, được. Bọn họ đều là thánh nhân, đánh không lại có thể chạy, thật nếu gặp phải đại đế xuất thủ, hắn thức tỉnh đế binh đối kháng, cũng có thể yểm hộ mọi người rút lui. Nhưng cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa, có áp lực mới có thể tu luyện càng nhanh. Xuất phát, Lăng Hàn xé mở không gian, mang theo mọi người lên đường. Không bao lâu, bọn họ xuất hiện trong hư không, đi tới một vùng tinh vực tối tăm. Nha, mặt trời lại bị dập tắt. Nếu như mặt trời biết nói chuyện, nó sẽ nhổ nước bọt không thôi. Các ngươi một hồi dập tắt ta, một hồi lại thắp sáng, xem ta là nến sao. Oanh, bọn họ đều là thánh nhân, cho nên vừa xuất hiện đã tỏa ra thánh uy đáng sợ, biên độ quét qua bốn phương tám hướng. Hiu hiu hiu, lúc này từng bóng người xuất hiện đều là đế tử đế nữ tuyệt địa. Tiểu Hàn tử, cơ hội trang bước tới. Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Quả nhiên, vẫn là Đại Hắc Cẩu hiểu rõ hắn nhất. Quả thực, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, dung mạo của hắn biến hóa. Hừ, thì ra là các ngươi. Lục Tâm lạnh lùng nói. Thật không biết các ngươi lấy dũng khí ở đâu ra mà dám tới đây. Hiện tại dương gian thế yếu, chỉ có thể đánh một nơi đổi một nơi, cho nên cửu dương nhất mạch còn dám tới đây, việc này làm hắn không hiểu. Chơi lớn, chính mình không sợ hãi. Đại Hắc Cẩu nói. Con run xéo lắm cũng quần. Tiểu Thanh Long nói. Bành, 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 bành. Không chờ Lục Tầm xuất thủ, hai gia hỏa miệng tiện bị hồ nữ, chỉ mộng hàm hành hung. Cái này. Lục Tâm tức giận, đường đường thượng cổ đế tử, đã từng quát tháo thời đại, hiện tại lại bị người ta đùa giỡn. Các ngươi quá mức, hắn quát lớn, cháu con rùa, không phục đến chiến. Đại Hắc Cẩu khiêu khích, tự tìm cái chết. Lục Tâm cất bước tiến lên, hắn không sợ thánh nhân như Đại Hắc Cẩu, cũng chỉ có hầu ca mới có thể làm hắn hơi kiêng kỵ. Đấu chiến thánh hoàng một mạch đánh nhau sẽ biến thành kẻ điên, nhưng hết lần này tới lần khác lại càng đánh càng mạnh, càng điên càng mạnh. Cho nên, nếu như đám người Đại Hắc Cẩu đồng ý xuất chiến, hắn đương nhiên cầu còn không được, vừa vặn cho hắn cơ hội đồ diệt. Tiểu Lăng Tử, cho ngươi một cơ hội, đi, diệt ra hỏa này cho cầu ra diệt. Đại Hắc Cẩu chỉ vào Lăng Hàn, hắn nói rất tùy ý. Được, cầu ra. Lăng Hàn cung cung kính kính nói, hắn và Đại Hắc Cẩu là đồng bọn hợp tác tốt nhất. Thấy Đại Hắc Cẩu không dám ra chiến, Lục Tâm hừ một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn sang Lăng Hàn. Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thánh hỏa màu đỏ, thánh nhân nhị tinh. Kỳ quái, tứ nguyên tinh lúc nào xuất hiện thánh nhân nhị tinh? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Thần Đạo Đan Tôn chương 5167, Chiến Giáp Phát Uy. Đầu năm nay, thánh nhân liên tục nhảy ra sân khấu đều là kẻ tầm thường, chỉ có bị oanh sát thành cặn bã. Phần, nhưng mà, dù có rất nhiều âm hồn trợ giúp gia tăng tu vi, nhưng mà, thành thánh cũng không phải chuyện đơn giản. Hiện tại không thể thu thập tín ngưỡng lực, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ thiên địa quy tắc thắp sáng thánh hỏa. Việc này quá khó khăn, thật không có mấy người làm được. Cho nên, cửu dương nhất mạch xuất hiện một thánh nhân nhị tinh, đây là việc làm Lục Tầm cảm thấy kỳ quái. Có phải là Lăng Hàn hay không? Trong lòng của hắn xuất hiện ý niệm này, nhưng mà hắn lập tức lắc đầu. Đầu tiên, Lăng Hàn đã mất tích hơn 200 năm, hắn làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Thứ hai, với thiên phú yêu nghiệt của Lăng Hàn, đã nhiều năm như vậy còn không có tiến bộ, còn kẹt tại thánh nhân nhị tinh sao? Mặc dù hắn không muốn thổi phồng Lăng Hàn, nhưng không thể không thừa nhận, thiên phú đối phương thật đáng sợ, thời gian 200 năm đủ giúp đối phương tăng lên một bậc. Cho nên, người này tuyệt không phải Lăng Hàn. Thánh hỏa màu đỏ, chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Nhưng hắn chỉ thấy một mà không thấy hai. Nguyên nhân thánh hỏa của Lăng Hàn nằm trong thức hải lại lớn như gian phòng. Nếu hắn nhìn thấy,
hắn tuyệt đối sẽ cải biến ý nghĩ. Ngươi là người phương nào? Lục Tâm thản nhiên nói. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, bản nhân họ Đồ, người xưng đế tử. Đồ đế tử? Tê, ngươi xem ta là đồ ngốc sao? Tự tìm cái chết. Hắn lập tức giết tới, nhưng không chờ Lăng Hàn xuất thủ, chỉ thấy một côn quét ngang, Hầu Ca đã ngăn cản trước mặt Lăng Hàn, hắn oanh kích Lục Tầm. Trong thời gian 200 năm, Hầu Ca liên tục đại chiến với âm hồn, nhận được vô số thiên địa ban thưởng, hiện tại hắn đã là thánh nhân tứ tinh. Một côn mang theo uy thế đáng sợ. Lăng Hàn im lặng, ai, Hầu Ca quá hiếu chiến. Nhưng mà, nếu Hầu Ca ra tay thì hắn không nhúng tay, hắn chỉ có thể lui ra phía sau một chút. Ách, trang bức không thành công. Một bên khác, đế tử đế nữ như đồng minh, ngũ tinh đồng cũng không vội mà động thủ. Theo bọn họ, nghĩ Hầu Ca là thánh nhân mạnh nhất tứ nguyên tinh, chỉ cần đánh bại Hầu Ca, ý chí chiến đấu của những người này sẽ biến mất, căn bản không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cho dù bọn họ hiện tại xuất thủ, những người đối diện cũng không chịu nổi một kích. Chiến, trên tu vi Hầu Ca không bằng Lục Tầm, mà thiên phú cũng không bằng, từ ý nào đó mà nói, hắn đã bại trận. Nhưng đấu chiến nhất mạch lại càng đánh càng mạnh, càng đánh càng điên, Hầu Ca lệ khí như sôi, hóa thành chiến ý hừng hực, chiến lực của hắn cũng tăng lên rất lớn. Hắn đánh ngang tay với Lục Tầm, không hổ là đấu chiến nhất mạch. Năm đó đấu chiến Thánh Hoàng còn chưa thành đế, thiên phú cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hắn lại có thể đánh bại tất cả thánh nhân đương thời và thành tựu chuẩn đế, cuối cùng đắc đạo. Đây là tín niệm càng đánh càng mạnh khắc vào trong huyết mạch của đấu chiến nhất mạch. Nhưng mà, hầu tử ngươi cũng là kẻ nổi bật, thật có bá khí năm đó của đấu chiến Thánh Hoàng. Đế tử nhao nhao nghị luận, nhưng cũng không có động dung. Hầu Ca mạnh chỉ dựa vào sinh mệnh bản nguyên thôi phát ra, hơn nữa, trên đời này dường như chỉ có đấu chiến nhất mạch mới có thể làm được, nhưng mà, cường đại như vậy không có khả năng bền bỉ. Đánh lâu, Lục Tâm tất thắng. Hầu Ca, mặc bộ chiến giáp này vào. Lăng Hàn giơ tay ném một cái, ném thanh đồng chiến giáp cho Hầu Ca. Bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, vốn không phải chiến đấu công bằng, cho nên Lăng Hàn cũng phải giúp Hầu Ca. Hầu Ca cũng không có giả mồm, hắn nhận lấy chiến giáp. Phốc! Nhìn thấy chiến giáp như tảng đá làm thành, đám người Lục Tầm khinh bỉ. Các ngươi nghèo rớt mồng tơi. Mặc dù hiện tại có rất nhiều tinh cầu luân hãm, dẫn đến vật liệu chân quý khó tìm, nhưng mà cũng không đến mức dùng tảng đá làm chiến giáp. Đây tuyệt đối là tảng đá, mỗi một tên đế tử đều có thể dùng đầu bảo đảm. Phốc! Ha ha ha! Tuyệt địa bên kia, một đám đế tử đế nữ đều cười to, cho dù muốn nén cười cũng không được. Buồn cười quá, các ngươi đã nghèo đến trình độ nào mới có thể lấy ra chiến giáp như vậy? Thánh nhân nhị tinh đang chọc cười bọn họ hay sao? Chúc Hầu Ca thắng ngay từ trận đầu. Đại Hắc Cẩu lập tức vỗ tay. Tiểu Thanh Long đáp lời, Hầu Ca, đánh bẹt, đập dẹp tên kia. Hừ hừ. Sắc Chư chỉ chẹp miệng cho có, không biết chuyện gì xảy ra, nó trời sinh nhìn Hầu Ca là khó chịu, luôn cảm giác đời trước luôn bị con khỉ khi dễ qua. Tiểu Hồng Điểu dùng cánh vỗ nhẹ, những gia hỏa này thật không đáng tin, rõ ràng chính mình tú lệ đoan trang như thế, tại sao lại lăn lộn chung với đám gia hỏa này. Hầu Ca mặc vào chiến giáp, sau đó huy động cây gậy, hắn gác trên đầu vai, sau đó nghiêng đầu qua nói, đừng nói lão tôn ức hiếp ngươi, ta không cần cây gậy. Kỹ pháp mạnh nhất của hắn là dùng cây gậy, hiện tại không dùng gậy chẳng khác gì tự chém hai tay. Lục Tâm giận quá hóa cười, ngươi lấy dũng khí ở đâu thế? Thật sự cho rằng mặc bộ giáp bằng đá thì ngươi có thể vô địch thiên hạ. Ngươi ngây thơ cỡ nào? Ừ, bản đế tử đánh ngươi tỉnh mộng. Lục Tâm vung hai tay lên, hỏa diễm vô tận hóa thành mũi tên bắn thẳng về phía Hầu Ca. Mỗi mũi tên là quy tắc bát tinh hóa thành, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hầu Ca bình thản không sợ, trực tiếp ngăn cản mũi tên của Lục Tâm. Đúng là chán sống. Lục Tâm cười nhạo, hắn thấy Hầu Ca đang tự sát. Nhưng mà, chuyện kế tiếp làm trong mắt hắn rớt ra ngoài. Hầu Ca tiến mạnh, mũi tên đều bị hắn đánh lui. Cái gì? Móa! Không chỉ có hắn, đám người Dương Dịch Hoàn cũng như thế, mỗi người đều há hốc mồm. Đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy ảo cảnh hay sao? Lúc này, Hầu Ca đã giết tới, Phượng Dực Thiên Tường gia tăng tốc độ của hắn cực nhanh. Hắn xuất quyền oanh kích Lục Tầm. Mặc dù Lục Tầm quá sợ hãi nhưng thân là con của Đại Đế, bản năng chiến đấu của hắn kinh người. Cỡ nào? Oanh, hắn cũng xuất quyền đáp lễ. Hắn cường thế như cũ,
cho dù là cảnh giới hay thiên phú võ đạo, hắn đều nghiền ép Hầu Ca, cho nên sau một kích này, Hầu Ca sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai nắm đấm va chạm với nhau sinh ra sóng to gió lớn, uy năng thánh cấp thật đáng sợ, ánh sáng bùng lên, quy tắc bay thẳng lên trời và ảnh hưởng tới tầm nhìn cực lớn. Sau đó, chỉ thấy một bóng người bay ra ngoài, là Lục Tầm. Đám người Dương Dịch Hoàn đều kinh hãi, tại sao lại có thể như thế? Mặc dù Lục Tầm không phải đệ nhất cao thủ trong bọn họ, nhưng thân là thánh nhân ngũ tinh, bình thường có thể phát huy ra chiến lực thập ngũ tinh, nếu như sử dụng tuyệt chiêu, chiến lực hoàn toàn có thể xông lên thập bát tinh. Trái lại Hầu Ca, thánh nhân tứ tinh, thông thường chiến lực chỉ đạt tới bát tinh, cho dù chiến lực của đấu chiến thánh hoàng nhất mạch có chiến lực cường đại cũng không thể khoa trương như vậy. Chẳng lẽ, bọn họ lại nhìn chiến giáp trên người Hầu Ca là thứ này sao? Nhưng đó là tảng đá làm thành, mặc dù nó đang tỏa ra ánh sáng đồng xanh. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5168, Thể Phách Kinh Khủng. Lăng Hàn cười ha ha, có phải các ngươi rất muốn nhổ nước bọt hay không? Không có việc gì, muốn nhổ nước bọt thì tùy ý. Đám người Dương Dịch Hoàn thật sự muốn nhổ nước bọt, nhưng bọn họ hiện tại khiếp sợ nhiều hơn, nếu thật là bộ chiến giáp này phát huy tác dụng, như vậy, thứ này quá thần kỳ. Trong thiên hạ có chiến giáp thần kỳ như thế hay sao? Hầu Ca cũng mặc kệ, hắn quát lớn và tiếp tục truy kích Lục Tầm. Thanh đồng chiến giáp không thể so sánh với bạch ngân chiến giáp, nhưng cùng là tảng đá trong vực sâu nguyên thủy áp xúc chế thành, một hạt cát cũng nặng như tinh cầu, chiến giáp này cứng rắn cỡ nào? Nó sẽ bị công kích đánh xuyên qua. Đương nhiên, nếu chỉ như thế, lực chấn động cũng sẽ tổn thương Hầu Ca. Nhưng bên trong chiến giáp có vật chất thủy nguyên, đây mới thực sự là đồ vật phát huy tác dụng chân chính. Có chiến giáp này gia trì, Hầu Ca phòng ngự vô địch, chiến lực tăng lên rất mạnh, cho nên hắn càng đáng sợ. Oanh, oanh, oanh. Chỉ có Hầu Ca điên cuồng tấn công, Lục Tầm có thể hoàn thủ cũng vô dụng, căn bản oanh không phá được chiến giáp. Việc này làm đám người Dương Dịch Hoàn kinh hãi, đây là chiến giáp gì, quá kinh khủng. Có ai nghĩ tới, trên tứ nguyên tinh còn có bảo vật như vậy? T. Cho dù là Khô Lâu Thánh binh xuất kích có thể phá được không? Những đế tử này đều hoài nghi, không có một phần chắc chắn. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều cảm thấy đáng tiếc, dạng chiến giáp này chỉ có một kiện khác đang nằm trong tay Đa Gia Phật, bằng không bọn họ hiện tại cũng có thể trang bức. Cẩu không được trang bức thì khác gì cá ướp muối. Oanh, một đám cặn bã, có kẻ này dám tiến lên đánh một trận với tiểu đệ của Cẩu ra hay không? Đại Hắc Cẩu chỉ có thể trang bức thay Lăng Hàn, nó ăn khớp đẩy vai Lăng Hàn. Ai tiếp được 10 chiêu tiểu đệ của Cẩu ra sẽ thu hắn làm cháu trai. Lời này, đám người Dương Dịch Hoàn giận dữ, con chó này có miệng quá tiện. Thật sự kỳ quái, có thể thành thánh, tại sao không có chút tu dưỡng nào? Ngươi định dùng miệng tiện thành thánh sao? Ta đi làm thịt con chó này. Chờ sau đó mọi người cùng làm tiệc thịt chó. Đồng minh đi ra. Được. Các đế tử cười nói, huyết nhục yêu thú thánh cấp chính là vật đại bổ, bọn họ cũng vui vẻ ăn thịt. Móa, muốn ăn thịt Cẩu Gia. Tiểu Hàn, đánh chết đám này cho Cẩu Gia. Đại Hắc Cẩu giận tím mặt, nó dùng móng vuốt vỗ Lăng Hàn, sao ngươi không lên? Lăng Hàn quay đầu lại nói, hơn nữa nó còn gọi tên của mình. Tiểu đệ không phải đều bán mạng cho đại ca sao? Đại Hắc Cẩu cũng không xuất chiến, thứ nhất cảnh giới của nó quá thấp, thứ hai đối diện đều là thượng cổ đế tử, thiên phú, võ đạo đều nghiền ép nó. Cho nên, đương nhiên nó vui vẻ cắn hạt dưa xem trò vui. Lăng Hàn lắc đầu, sau đó nhìn về phía đồng minh, ngươi quá yếu, gọi thêm mấy tên xông lên đi. Ha ha, ngươi thật ngông cuồng. Đồng minh cười lạnh, ngươi cho rằng chính mình là Lăng Hàn sao? Hiện tại, Lăng Hàn đã ngồi vững vàng vị trí thánh nhân mạnh nhất vạn cổ. Cho dù là thượng cổ đế tử cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này trâu bò và yêu nghiệt. Ách, mình bây giờ nên cao hứng hay khó chịu? Sau này làm sao trang bức? Lăng Hàn vuốt mũi, được, vậy ngươi lên đi. Các ngươi đều tự tin như thế. Đồng minh xuất thủ, hắn tấn công Lăng Hàn. À, Lăng Hàn tùy ý tát một cái, lập tức đồng minh nằm xuống, thân thể lơ lửng trong tinh không. Trời ơi, chỉ trong nháy mắt, các đế tử đế nữ đều muốn mắng chửi thô tục, đây chính là đồng minh đấy,
thế mà bị một tát đánh ngất. Ai có thể tin tưởng? Ngươi là Lăng Hàn. Các đế tử đều run rẩy nói ra. Trừ Lăng Hàn ra, không có ai yêu nghiệt như thế. Lăng Hàn thở dài, vốn còn muốn giả heo ăn thịt hổ, trang bức thêm một lúc, nhưng còn bây giờ thì sao, thân phận bị phơi bày. Dường như hắn dịch dung hay cải biến thân phận cỡ nào, nhưng kiểu gì cũng sẽ bị người ta khám phá thân phận. Hắn sai lầm ở đâu? Nếu những đế tử tuyệt địa biết rõ, khẳng định sẽ điên cuồng nhổ nước bọt, chiến lực của ngươi đấy. Trừ ngươi ra, còn ai nắm giữ chiến lực như vậy? Lăng Hàn kiên định lắc đầu, ta không phải Lăng Hàn, các ngươi nhận lầm người. Mình bố trí không thể sụp đổ nhanh như vậy. Các đế tử đều im lặng, chứng cứ rõ ràng như thế, ngươi còn chống chế. Lăng Hàn, rốt cục ngươi cũng trở về. Lý Đương Bình từ tốn nói, mặc dù Lăng Hàn rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là thánh nhân nhị tinh, dường như hắn kẹt ở cửa này không tiến bộ. Cho nên, các đế tử bọn họ liên thủ, ngang hàng Lăng Hàn không khó. Bộ chiến giáp này, ngươi lấy được từ đâu? Lý Đương Bình càng hiếu kỳ việc này hơn. Lăng Hàn mỉm cười, đánh thắng ta sẽ nói cho các ngươi biết. Các đế tử nhìn nhau một cái, sau đó cùng xông lên. Một đấu một, bọn họ không thừa nhận cũng không được, bọn họ tuyệt không phải đối thủ của Lăng Hàn, cho nên đường đường thượng cổ đế tử còn phải liên thủ đối địch, đây chính là việc bất đắc dĩ. Lăng Hàn đứng chắp tay, trên lý luận hắn là thánh nhân nhị tinh, nhưng trên thực tế, hắn nắm giữ 38 đạo quy tắc, không biết mạnh hơn thánh nhân cửu tinh bao nhiêu lần. Cho nên, hiện tại cho dù đối mặt với Khô Lâu Thánh binh, hắn cũng có thể đánh một trận, hơn nữa hắn không cần sử dụng đại đạo quang, hạt giống thánh hỏa, năng lượng hủy diệt. Các đế tử nha, ha ha, chỉ có thể nhét kẽ răng cho hắn. Đúng là cuồng. Đế tử tuyệt địa đều cắn răng, mặt mũi đầy khó chịu, chỉ có Phong Diệu Lăng là tán thưởng, đây chính là nam tử nàng nhìn chúng, hắn bá đạo và siêu quần như thế. Đáng tiếc, lập trường của bọn họ khác nhau, làm thế nào mới có thể sống chung với Lăng Hàn? Cũng không biết là ai xuất thủ trước, các đế tử tuyệt địa đều giết tới, bọn họ đều cầm lấy thánh khí oanh kích Lăng Hàn. Một đấu một, bọn họ không phải đối thủ của Lăng Hàn, chỉ có thể gửi hy vọng vào quần chiến. Nơi này có hơn 10 tên đế tử, tu vi yếu nhất cũng là thánh nhân ngũ tinh, lại thêm thánh khí, cũng không tin đánh không chết thiên tài mạnh nhất vạn cổ. Oanh, 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 hơn 10 đạo công kích gần như đồng thời đánh vào người Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn vẫn chắp tay sau lưng, căn bản không có hoàn thủ thậm chí chống đỡ. Cái này, các đế tử đều cười lạnh, ngươi quá ngông cuồng, lại dám thừa nhận công kích của bọn họ. Phải biết, bọn họ toàn lực phát huy, người yếu nhất cũng đạt tới chiến lực thập bát tinh, mà mạnh nhất đã vượt qua nhị thập tinh. Nhiều công kích đánh tới như thế, cho dù không chết cũng tàn, huống chi còn không phòng ngự. Đi chết đi. Rất nhanh, ánh sáng biến mất, Lăng Hàn đứng thẳng ngạo nghễ. Hắn như trường thương chống trời, trừ quần áo hơi tổn hại ra, hắn hoàn toàn không bị thương. Chuyện này, ngươi có thể phách gì? Quá biến thái. Trang bức, cầu ra cho 9 điểm, nhiều thêm một điểm sợ ngươi kiêu ngạo. Đại Hắc Cẩu nói, Long ra cho 10 điểm, không sợ ngươi kiêu ngạo. Tiểu Thanh Long cười nói, các đế tử nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời. Khốn kiếp, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Các bạn vừa nghe xong tập 516 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.